Tiếp theo phần chính La Mã. Unit 9, English 8. Mai Lan Hương exercise. Phần chính La Mã trong sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương, bài số 9 các em. Về bài học sơ cứu đó, phần chính La Mã là fill in the blanks with the suitable preposition. Câu thứ nhất, the girl fell her bike and hit her head the road. Cô gái ngã khỏi cái xe đạp của cô ấy, fell off. Fell off các bạn ha, off. Her bike and hit her head. Đập đầu. Tột cái đầu, đụng đầu vào đường, tiếp xúc với mặt đường, on the road. The policeman asked me to phone. Cảnh sát yêu cầu tôi, bảo tôi gọi điện thoại cho xe cấp cứu. For, ask for somebody, something. For an ambulance. Câu số 3. You better put pressure. Bạn nên đặt áp lực, đè lên vết thương, đè nén lên vết thương, tức là đặt áp lực, tạo áp lực gì đó, đè vào vết thương, on the wound. Câu số 4, the ambulance will be there. Xe cứu thương sẽ ở đây trong vòng 10 phút nữa, thời gian tương lai. In cộng một khoảng thời gian tương lai, thể hiện thời gian tương lai ha, người ta chia will là các em. Câu số 5, don't overheat the victim blankets or coats. Đừng có làm cho bệnh nhân bị nóng quá với những cái chăn hay là áo khoác, bằng những cái chăn hay áo khoác. With, vật dụng ha, with. Cô có dịch là bằng hay là với nhưng cũng vậy ha, cô dùng with. Câu số 6, how can we make contact with luôn. Bằng cách nào chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Câu số 7, cảm ơn lời khen của bạn. Thank for your praise. I really cheer me up. Nó thật sự làm cho tôi rất là vui. Cheer me up. Câu số 8, cheer up. Huh? Cheer up làm cho tôi vui. Thank for something. Cảm ơn vì điều gì? Câu số 8, will you come? Bạn sẽ tới nhà tôi vào cuối tuần đúng không? Over to my house. Come over to, tới nhà của ai? Come over to my house, tới đâu? Vào cuối tuần đúng không? Cuối tuần thì on the weekend. Câu số on hoặc s cũng được. Nó là tiếng Anh của Anh và tiếng Anh của Mỹ. Cô dùng on ha. Ngô Sĩ Liên Lan is. Đường Ngô Sĩ Liên á, thì ở giữa đường Quang Trung và đường Trần Hưng Đạo. Giữa là chữ between. Đấy. Number 10, câu số 10 nè. After the accident, I spent 6 months crutches. Sau vụ tai nạn, tôi đã trải qua 6 tháng trên cái gì? Cái gậy, cái nạng ha. Cái nạng. On. Cái tay của mình, cánh tay của mình tiếp xúc cái nạng. On crutches. Ai? Phần số 10. Read the back six carefully, then write two or four for the following sentences. Đọc đoạn văn cẩn thận, viết đúng two hoặc là sai là four cho những cái câu sau đây. Mình đọc đoạn văn nào, tìm hiểu nghĩa. When people have a cold, a fever or the flu, they usually go to the doctor for help, or they get some medicine from the drugstore. But many people also use home remedies for common illness. Lots of people drink hot chicken soup when they have a cold. They find it clears the head and the nose. Some people rub oil on the chest for a cold. Other people drink a mixture of red pepper, hot water, sugar, lemon juice, and milk or gì đây ta? Vinegar. Vinegar. Chưa biết cái vinegar này là cái gì luôn. Vinegar. Here are some simple home remedies. Bee stings and insect bites. Wash the sting or bite. Put some meat tenderizers on a
handkerchief and then put it on a bike for half an hour. Burns, put the burn under cold water or put a cold handkerchief on it, but don't put ice on the burn. Coughs, drink warm liquids or take some honey. Indigestion, drink some water with a teaspoon of baking soda in it. Insomnia, drink a large glass of warm milk. À, người ta có cho mình từ vựng, nghĩa của từ vựng ở đây. Indigestion có nghĩa là chứng khó tiêu. Insomnia là chứng mất ngủ. Ở đây cough là ho. Burns là bị bỏng. Bee sting là ong cắn. And insect bite là vết côn trùng cắn. Mình dịch nghĩa nha các em. Khi mà người ta bị mắc cảm lạnh á, hay là sốt, hay là cảm cúm, fever là sốt, flu là cảm cúm, họ thường đi gặp bác sĩ để giúp đỡ. Họ sẽ uống lấy một ít thuốc, mua một ít thuốc từ hiệu thuốc, nhưng mà nhiều người cũng sử dụng những cái phương pháp ở nhà, phương pháp điều trị ở nhà cho những cái bệnh thông thường. Common illness là những bệnh thông thường. Lots of people, nhiều người uống canh gà nóng khi mà họ bị cảm lạnh, họ mắc cảm lạnh, họ nhận thấy rằng việc uống canh gà nóng á, thì nó sẽ làm thông mát ha, làm sạch mũi nè, hay là làm thông đầu óc của họ. Some people, một số người thì rub oil, thoa dầu vào ngực, lên ngực khi mà bị cảm lạnh. Khi mà other people, một số người khác thì drink, uống cái hỗn hợp tiêu đỏ, ớt đỏ hay tiêu đỏ nè. Hot, cái pepper này cô dịch là tiêu, nhưng mà cô không nghĩ là tiêu đỏ. Hot water, nước nóng. Từ từ để cô xem lại. Red pepper là ớt đỏ ha. Rồi sugar, đường. Lemon juice, nước chanh. And milk, và sữa. Vinegar là giấm. Sữa hoặc là giấm. Here are some simple home remedies. Sau đây là một số cái cách đơn giản, cái cách điều trị tại gia đơn giản. Với vết côn trùng và vết ong cắn, bị ổ côn trùng và ong cắn, thì mình sẽ rửa sạch vết cắn, đặt lên một miếng thịt sống, tenderizer, meat tenderizer là thịt sống em, trên một cái khăn tay, và sau đó đặt một miếng thịt sống vào khăn tay, sau đó đặt nó lên cái vết cắn khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cái này chắc là để hút độc đó các bạn. Burns, vết bỏng. Đối với vết bỏng thì mình sẽ tức là làm mát vết bỏng ha, để vết bỏng ở dưới nước lạnh, hay là đặt lên một cái khăn tay lạnh ở trên đó. Sau không có được đặt kem, thoa kem lên vết bỏng. Các bạn biết kem là thường kem đánh răng á, thường thường người Việt Nam mình nó hay cứ bỏng là lấy kem đánh răng thoa, thì nó có cảm giác mát lúc đầu, nhưng mà thật ra nó sẽ để lại sẹo trên vết bỏng cho các em ha. Cho nên là tuyệt đối đừng dùng kem đánh răng khi thoa lên vết bỏng. Mình sẽ xối nước lạnh vào ha, hoặc là cái khăn tay lạnh đắp lên thì nó dịu xuống, rồi sau đó mình sẽ thoa thuốc. Coughs là ho, thì là mình uống cái nước gì đó nóng ấm, hoặc là uống một ít mật ong. Rồi đối với chứng khó tiêu thì mình sẽ uống một ít nước với một muỗng muỗng trà baking soda đó ở trong đó. Rồi đối với chứng mất ngủ thì các em sẽ uống một cốc sữa lớn, cốc sữa nóng lớn, rồi ấm bụng rồi là sẽ đi ngủ thôi. Ok, tới đây true phone mình sẽ làm nè. People use home remedies for every disease. Mọi người sử dụng những cái phương pháp điều trị tại gia, tại nhà cho mọi loại bệnh, đúng không? For chỉ common disease thôi ha, những bệnh thông thường thôi. Hot chicken soup is good for cold.
Canh gà nóng thì tốt cho người bị cảm lạnh. Trừ. Câu số 3, meat tenderizer helps an insect bite. Thịt sống thì có thể giúp cho cái vết cắn của côn trùng, cái này trừ các em. Meat tenderizer là thịt sống không? Ice is good for burn. Kem thì tốt cho một vết bẩn. No, false. Honey help a cough. Mật ong thì giúp cho cơn ho. Mật ong thì giúp đỡ cho người bị mắc bệnh ho thì cái này true. Giúp chữa bệnh ho, true. Chữa ho. Hot liquids, những cái chất lỏng nóng thì good for indigestion. Tốt cho cái trứng khó tiêu. Chất lỏng nóng đúng không? Some quarter teaspoon. Hot liquids. Ủa cái này đúng hay sai ta? Ủa coi câu số 7 đã. Warm milk help you fall asleep. Sữa ấm giúp bạn dễ ngủ. True, cái này thì true rồi. Cái phía trên từ từ nữa nè. Ok. Vậy là uống nước với một muỗng trà baking soda. Soda thôi, baking soda thôi. Chứ không không phải là chất lỏng nóng ha. Chất lỏng ấm mới là tốt cho việc chứng mất ngủ thôi, còn không phải tốt cho cái chứng khó tiêu, cho nên sẽ là phone. Số 6 phone nha các bạn. Right. We finished. Chúng ta đã kết thúc hoàn thành bài tập, phần bài tập của unit này, bài số 9. Mình sẽ qua test for unit này trong video tiếp theo, Bye bye. Gặp lại các bạn sau nha. Bye bye. Chúc các em học tốt nè.